nước mắt ngày về của nạn nhân được giải cứu khỏi miền đất hứa Campuchia. Chủ tiệm vàng khóc nấc vì của cải bị cuốn bay theo bão. Tìm thấy ngư dân mất tích trên biển trong lúc đưa tàu đi tránh bão. Xót xa những thiệt hại khi bão Noru quần thảo miền Trung. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới tốt lành và nhiều niềm vui. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức đầu tiên. Thưa quý vị, ôm mộng sang Campuchia đổi đời, thế nhưng không ít người đã phải nhận cái kết đắng đầy tủi nhục. Trở về quê hương sau khi được giải cứu, các nạn nhân nói rằng chỉ vì cuộc sống quá khó khăn nên mới đánh liều xuất ngoại một chuyến. Những giọt nước mắt đã rơi khi nhớ lại quãng thời gian ám ảnh trên miền đất hứa. Sau khi về đến Bình Dương, anh Nguyễn Thanh Hải đã bố trí nơi ở cho các nạn nhân để chờ người thân đến đón. Bà NTM từ tỉnh Sóc Trăng sau khi nhận được thông tin đã đến Bình Dương đón con về trong điểm hạnh phúc. Ban đầu bà Mờ tỏ ra bình thường, nhưng sau khi nghe tên em NTL kể lại việc bị nhốt trong kho và bị tác động vận lý thì bà bật khóc. NTL khi gặp lại người thân thì bật khóc và ôm chầm lấy mẹ. L nước nở, mẹ ơi con đã về, con sai rồi, con xin lỗi mẹ, các chú đã cứu sống con. Gần 4 tháng qua ở bên kia, con nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội được trở về gặp mẹ nữa. Trong khi đó, chị NTL, người thân của em ZTK quê Trà Vinh cho biết, hai tin có hàng chục người Việt Nam bỏ trốn khỏi một casino và bơi qua sông về An Giang. Gia đình nghĩ đến ca, gọi điện thoại cho ca thì không liên lạc được, khiến mọi người trong nhà càng lo lắng hơn. Chị Lời chia sẻ: Khi ở nhà, ca ít nói chuyện với mọi người, luôn có thái độ bất mãn, thế nên tôi vẫn nghĩ cha ca cố tình tránh né người thân, không nghĩ ca bị lừa qua Campuchia. Theo nạn nhân NTN quê Kiên Giang, hầu hết những người phía bên kia cho chuộc về đều bị tác động thân thể và không có khả năng kiếm được tiền bằng các hình thức lừa đảo người khác. Sau khi thấy các nạn nhân không có khả năng làm việc, những người quản lý sẽ đưa ra hai cách giải quyết, đề nghị các nạn nhân liên lạc với người nhà, đưa tiền chuộc người hoặc đưa qua Thái Lan bán lại cho một tổ chức khác ôm bụng đổi đời trên chuyến đi tới miền đất hứa các nạn nhân mỗi người mỗi cảnh nhưng đều mang trong mình kỳ vọng kiếm được nhiều tiền để giải quyết vấn đề cá nhân và cuộc sống gia đình nhưng thực chất việc nhẹ lương cao mà họ được mời mọc lại chính là loại công việc lừa đảo răng bẫy người khác suy cho cùng chẳng có công việc nào nhẹ mà lương cao người dân nên tỉnh táo đề cao cảnh giác để không trở thành nạn nhân của những chiêu trò này Thời gian qua rất nhiều người dân nhận được các cuộc gọi từ thuê bao lạ với ý đồ xấu từ việc mạo danh các cơ quan chức năng, đơn vị để hòng chiếm đoạt tài sản. Mới đây, công an quận Tân Phú phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây chuyên gọi điện lừa đảo bằng hình thức cho vay với lãi suất không đồng. Tối ngày 27 tháng 9, Công an quận Tân Phú phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự PC02, Phòng an ninh mạng và Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng CNC PA05 tiếp tục lấy lời khai mở rộng điều tra đường dây chuyên gọi điện lừa đảo người dân. Trước đó, chiều ngày 26 tháng 9, Công an quận Tân Phú phối hợp với phòng PC02, phòng PA05 ập vào ngôi nhà 4 tầng ở số 48 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân bắt quả tang 82 người đang dùng thiết bị viễn thông gọi điện lừa đảo người dân. Theo Đại tá Lại Phước Xuân, trưởng công an quận Tân Phú, đường dây lừa đảo công nghệ cao này hoạt động hết sức tinh vi và kín kẽ. Ban đầu đường dây này hoạt động lừa đảo trên địa bàn cả nước. Chỉ tính riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, số bị hại đã lên tới khoảng 600 người, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây được xác định là Nguyễn Hoàng Thạch, 29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, giúp sức cho Thạch có Trần Văn Quân, 23 tuổi, ngụ quận Bình Tân, và Hoàng Anh Tuấn, 27 tuổi, ngụ quận Tân Phú, Thạch thuê lại ngôi nhà trên đường Nguyễn Quang Quá, phường Hiệp Tân, rồi thuê những người trẻ tuổi gọi điện lừa đảo người dân bằng hình thức cho vay với lãi suất không đồng. Tuy nhiên, muốn được giải ngân thì phải đóng phí bảo hiểm, từ đó nạn nhân sập bẫy và bị lừa. Trên thực tế, những chiêu trò lừa đảo qua điện thoại không hề mới, nhưng nhiều người dân đã nhẹ dạ cả tin, vẫn dễ dàng sập bẫy. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ đề cao cảnh giác và báo ngay cho cơ quan chức năng nếu gặp phải những trường hợp tương tự mới đây người dân quanh khu vực chân cầu quán toan huyện an dương thành phố hải phòng không khỏi băng hoàng khi phát hiện một nam giới tử vong trong tư thế ngồi trên xe máy nhận tin báo lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc điều tra và xác minh theo thông tin từ người dân cho biết, khi phát hiện người đàn ông này đang trong tình trạng mềm, gục bất động trên xe máy, phương tiện mang biển kiểm soát 34M980XX và giấy tờ tìm trên người nạn nhân là chứng minh thư nhân dân mang tên Trần Văn Ca, sinh năm 1981, trú tại huyện Kinh Môn, Hải Dương và căn cứ công dân mang tên Nguyễn Thị V, trú tại Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và tìm người nhà cho nạn nhân. Và những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thông tin nhà văn, nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, người thầy đầu tiên viết chữ bằng chân, vừa qua đời hồi dạng sáng ngày 28 tháng 9, khiến cho nhiều người ngỡ ngàng. Được biết, thầy từ trần sau hơn 29 năm chiến đấu với bệnh suy thận. tang lễ của ông được tổ chức ở nhà riêng tại phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thầy Nguyễn Ngọc Ký, sinh năm 1947 tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Năm lên 4 tuổi, cậu bé ký bị bệnh và liệt cả hai tay, nhưng vẫn cố gắng vượt qua số phận, rèn luyện đôi chân thay cho bàn tay và trở thành nhà giáo ưu tú. Năm lên 7 tuổi, cậu bé ký lân la đến trường, đứng ngoài nghe cô giáo giảng bài, xem các bạn học. Về nhà, cậu bắt đầu tập viết bằng chân. Từ năm 1966 đến năm 1970, thầy ký học ngữ văn tại Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, ông trở về quê làm giáo viên. Năm 1992, ông được trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Sau đó một năm, thầy ký cùng gia đình chuyển vào sinh sống và chữa bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời chuyển công tác làm việc tại phòng giáo dục và đào tạo quận Gò Vấp. Ngoài ra, cuộc đời và quá trình luyện viết của ông được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho vào những trang sách giáo khoa như lời động viên khích lệ, cần có ý chí nghị lực, quyết tâm, cũng như hãy tin vào chính mình, và một ngày nào đó bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Ông cũng được mời đi giao lưu, giáo dục lẽ sống và bồi dưỡng lòng ham học cho nhiều thế hệ trẻ trong cả nước. Ông từng lập kỷ lục Việt Nam, nhà văn Việt Nam đầu tiên viết bằng chân. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký là một tấm gương sáng ngời về nghị lực vượt lên số phận. Ông đã chứng minh cho mọi người thấy một người tật nguyên như ông vẫn có thể trở thành người có ích cho xã hội Tên tuổi thầy ký đã được mọi người biết đến với lòng trân trọng ngưỡng mộ cảm phục. Dù đã ra đi mãi mãi, nhưng cái tên Nguyễn Ngọc Ký sẽ còn in sâu trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam hôm nay và cả mai sau. Vừa qua tại cuộc họp với quan chức Nga, tổng thống Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ huy động nông dân nhập ngũ. Vậy lý do ông Putin bất ngờ đưa ra phát biểu này là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Theo đó, ông Putin nói: Tôi muốn gửi lời tới các quan chức địa phương và lãnh đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Nông dân cũng sẽ được huy động nhập ngũ và gia đình của họ phải được hỗ trợ. Tôi yêu cầu các bạn đặc biệt chú ý vấn đề này. Được biết, Nga là nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới. Nông dân Nga đặc biệt bận rộn nhất là vào mùa thu, do đây là thời điểm thu hoạch đậu nành, hạt hướng dương và gieo trồng lúa mì cho vụ mùa năm sau. Việc huy động nông dân vào quân đội trong thời gian này có thể gây ra nhiều rủi ro cho vụ mùa năm 2023. Ngày 21 tháng 9, Tổng thống Putin ban lệnh động viên một phần tại Nga. Ông nhấn mạnh, lệnh huy động viên lần này nhằm mục tiêu giải phóng Donbass. lệnh động viên một phần cho phép quân đội Nga huy động thêm quân nhân phục vụ cho chiến dịch quân sự tại Ukraina. Các biện pháp động viên bắt đầu ngày 21 tháng 9. Theo ông Putin, việc huy động quân sự một phần trong số 2 triệu quân dự bị của nước này là để bảo vệ Nga và các vùng lãnh thổ của nước này, đồng thời khẳng định phương Tây không muốn hòa bình ở Ukraine. Ông khẳng định lại mục tiêu của Nga là giải phóng khu vực trung tâm công nghiệp Donbass ở miền đông Ukraine và hầu hết người dân trong khu vực không muốn chịu sự kiểm soát của chính quyền trung ương Kiev. Thưa quý vị, siêu bão Noru đã chính thức đổ bộ vào đất liền miền Trung. Trận lốc xoáy mạnh do ảnh hưởng từ cơn bão diễn ra vào chiều ngày 27 tháng 9 vừa qua ở Quảng Trị đã khiến cho một chủ tiệm vàng khóc ròng vì tài sản bị cuốn bay hết. Rất nhiều người dân không ngại mưa gió đã chạy ra giúp đỡ chủ tiệm đáng thương này. Trận lốc xoáy xảy ra vào lúc 15 giờ ngày 27 tháng 9 tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị, ngay trước thời điểm cơn bão Noru đổ bộ vào đất liền. Theo thông tin sơ bộ từ Ủy ban Nhân dân huyện Giao Linh, đã có 180 hàng quán và 120 nhà bị bay, tốc mái, đổ sập. Trong số các cửa hàng bị tốc mái đổ sập, có tiệm vàng Phước Linh tại chợ Cửa Việt cũng bị lốc xoáy làm hư hỏng nghiêm trọng. Sau trận lốc xoáy, chủ tiệm vàng đã tức tốc đến kiểm tra và tá hỏa khi phát hiện rất nhiều vàng trong tiệm đã bay theo trận lốc. Ngay sau đó, người dân địa phương và lực lượng chức năng đã đến hỗ trợ chủ tiệm vàng tìm lại tài sản. Tuy nhiên, hiện chưa thống kê được số lượng vàng bị mất tại cửa tiệm này. Anh Hoàng Tiến, chủ tiệm vàng Phước Thịnh buồn bã cho biết, thời điểm cơn lốc quét qua, anh đang dọn dẹp cửa hàng để về nhà tránh bão. Lốc xoáy đã thổi bay phần mái và cuốn luôn cả hai tủ kính chứa vàng, đồng thời khiến anh Tiến bị thương. Anh buồn bã nói thêm: "Bỗng cơn gió mạnh thổi qua, Tôi tưởng đơn giản, ai ngờ tan hoang thế này. Giờ tôi cũng không nhớ là tôi mất bao nhiêu vàng trang sức, cũng không biết là bà con đã lượm lại giúp bao nhiêu nữa. Nói chung là giờ không biết tính sao. Trận lốc xoáy xảy ra trong vòng chỉ vài phút, nhưng để lại thiệt hại vô cùng nặng nề. Hy vọng chính quyền địa phương sẽ sớm triển khai các phương án khắc phục và hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn này. Vừa qua thông tin một ngư dân rơi xuống biển trong lúc đưa tàu đi tránh bão Noru khiến cho dư luận vô cùng lo lắng. Sau gần 35 giờ đồng hồ mất tích, nạn nhân đã được lực lượng chức năng và người dân tìm thấy tại bờ biển xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới. Ngày 28 tháng 9, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, anh Nguyễn Đăng Nờ, sinh năm 1972, trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, rơi xuống biển mất tích và sáng ngày 26 tháng 9 đã được tìm thấy lúc 20 giờ tối ngày 27 tháng 9 tại khu vực bờ biển xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới và đã làm thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Trước đó, sáng ngày 26 tháng 9, tàu cá QB 92005 chở 6 thuyền viên đi từ cửa Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới đến cảng danh huyện Bố Trạch để neo đậu, tránh bão số 4. Khi tàu cách cửa Nhật Lệ khoảng 2 hải lý, thì thuyền viên N không may rơi xuống biển mất tích. Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo đồn biên phòng Nhật Lệ, đồn biên phòng Lý Hòa cử cán bộ phối hợp tìm kiếm ngư dân gặp nạn. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc và mong gia đình anh N sẽ sớm vượt qua nỗi đau này. Dẫu đã dự đoán trước được thiệt hại có thể xảy ra, nhưng nhìn những hình ảnh tan hoang sau khi bão Noru đi qua miền Trung, bất cứ ai cũng không khỏi xót xa. Tính đến sáng ngày 28 tháng 9, ghi nhận rất nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối gãy đổ nằm la liệt và mất điện ở nhiều trạm biến thế, thậm chí một số người dân đã bị thương. Theo Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 đóng tại thành phố Đà Nẵng, đến sáng 28 tháng 9, bão số 4 đổ bộ vào miền Trung đã làm nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối gãy đổ nằm la liệt và mất điện ở hàng ngàn trạm biến thế, ghi nhận một số người dân bị thương. Tại Quảng Ngãi, mưa to, gió lớn vẫn đang diễn ra. Hiện đảo Lý Sơn, gió giật cấp 12, Ba Tơ có gió cấp 11, thành phố Quảng Ngãi, gió cấp 6, giật cấp 7. Tại Quảng Nam, có 3.997 trạm biến áp bị mất điện chưa khôi phục, ghi nhận thiệt hại về nhà cửa, cây cối ngã đổ. Tuy nhiên chưa thống kê được số lượng cụ thể. Hầu hết nhà dân của các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đều xảy ra tình trạng tốc mái, cây cối gãy đổ nằm la liệt và hàng ngàn trạm biến thế đã xảy ra tình trạng mất điện, mưa lớn kéo dài gây ngập úng nhiều khu vực. Dự báo bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 106,0 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Lào sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 7. Bão Noru đã đi sâu vào trong đất liền và suy yếu. Hoàn lưu sau bão dự kiến sẽ tiếp tục gây mưa cho các tỉnh thành trung trung bộ trong hết ngày 28 tháng 9. Người dân nên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và chủ động có phương án ứng phó linh hoạt đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.